Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá xe con tài Honda Queen X 2021 tiếp tục giảm tại đại lý. Phiên bản giới hạn mới được chờ đợi. Bước sang các tháng 4 năm 2021, các phiên bản của cái dòng xe con tài hầu Honda Queen X tiếp tục giảm nhẹ tại đại lý. Tại một đại lý hit xe máy Honda lớn nhất ở Hà Nội, thì giá của chiếc Queen X thời điểm này tiếp tục điều chỉnh giảm, là giảm 500 ngàn đồng, đi kèm đó là một loạt những quà tặng từ đại lý. Cụ thể thì Honda Queen X phiên bản thể thao đang có mức giá bán là 37 triệu đồng, giảm 500 ngàn đồng so với tháng trước đây. Các phiên bản sổ cho mình hệ thống chống bốc cứng phanh ABS như phiên bản đèn mờ có phanh ABS và bản camo hiện đều đang được bán mức giá đồng là 39 triệu đồng, cũng giảm 500 ngàn đồng so với tháng trước. Trao đổi chúng tôi, một nhân viên đại lý tại phường Ngân 50A Trần Nhân Tông Hà Nội cho biết, cái chương trình khuyến mãi giảm tới là 10 triệu đồng trong tháng 3 vừa kết thúc. Tuy nhiên giá bán của Winner X hiện tại tại các hàng vẫn ngang bằng ở mức giá khi được trừ đi tới tháng trước của Honda. Nhân viên này còn cho biết thêm, phiên bản giới hạn mới của Honda Winner X trong khoảng là tuần sau sẽ về cửa hàng. Dạo gần đây đã có rất nhiều khách hàng đã chú ý và hỏi mua cái phiên bản giới hạn này. Về mặt động cơ thì phiên bản này không có gì khác biệt so với các phiên bản trước. Xe vẫn có dựng cho mình có động cơ PSI 150cc 4 kỳ xanh đơn. Tuy nhiên, tem xe đã được thiết kế bắt mắt hơn rất nhiều. Đi kèm với đó là không thiếu cái chữ Limited Edition cho một cái chiếc xe để đánh dấu cái sự khác biệt của nó. Lý giải nguyên nhân khiến cái chiếc Winner X đang giảm giá, một nhân viên Honda Hit là Vita số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, mình nghĩ một phần là do cái bô xe của chiếc Queen X được thiết kế để vẫn lên khá cao. Khi đi qua những đoạn đường đúc, khói từ chiếc xe bắn thẳng vào mặt người đối diện, gây khó khăn cho người đi phía sau. Đây cũng chính vì vậy mà trong tháng 3 vừa qua, hãng Honda đã tặng kèm cái phụ kiện là chụp Turbo cho cái dòng xe này. Và đây là cập nhật giá của chiếc Honda Queen X 2021 mới nhất trong tháng 4 năm 2021 như sau. Các chiếc Honda Queen X phiên bản thể thao có mức giá đề xuất là 46 triệu đồng, nhưng mức giá bán đại lý là có 37 triệu đồng, giảm gần 9 triệu đồng chiếc. Honda Queen X phiên bản camo có mức giá bán đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán đại lý là 39 triệu đồng, giảm gần 10 triệu đồng chiếc. Honda Queen X phiên bản đen mờ có phanh ABS có mức giá bán đề xuất là 49 triệu 500 ngàn đồng, giá bán đại lý chỉ có là 39 triệu đồng, tức giảm gần 10 triệu 500 ngàn đồng chiếc. Honda Queen X phiên bản đường đua HRC có cái phanh ABS mức giá đề xuất là 50 triệu đồng, mức giá bán đại lý là có 39 triệu đồng, tức giảm gần 11 triệu đồng chiếc. Honda Queen X phiên bản thể thao có phanh ABS mức giá bán đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán lý chỉ có 39 triệu đồng, tức giảm gần 10 triệu đồng chiếc. Lưu ý, giá bán thực tế của Honda Queen X 2021 nêu ở list trên, trên lệch tùy vào từng lý và từng vụ khác nhau. Khách hàng có thể đến những đại lý gần nhất để biết hơn chi tiết về giá bán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy tiếp tục nhấn like và subscribe.